Xin chào tất cả các bạn đã đến với cái phần livestream vào tối thứ hai hàng tuần của Anna. Và ngày hôm nay thì trong một cái bầu không khí chúng ta đang chuyển giao giữa cái 1/3 đầu tiên của tháng đến cái 1/3 số 2 của tháng. Và trong cái 1/3 số 2 của tháng này thì cái tốc độ tuyển dụng, tốc độ mở rộng người mới nó quan trọng hơn bao giờ hết. Cho nên là Anna làm cái phần livestream về chủ đề là bí mật tuyển dụng. Thực ra thì cái từ tuyển dụng á, nó không đúng và tôi cũng không muốn dùng lắm. Thế nhưng mà đơn giản là nó là một cái thói quen thôi. Nó là một cái thói quen. Tại sao chúng ta lại nói đến cái từ tuyển dụng? Cái từ tuyển dụng đấy, nó khi mà chúng ta tuyển dụng ấy, thì cái tâm thế của chúng ta là chúng ta chiêu mộ thì đúng hơn. Đó. Thế còn cái từ tuyển dụng thì nó đang bị gắn với một cái nghĩa là một doanh nghiệp truyền thống tuyển dụng những cái người nhân viên cho doanh nghiệp đấy. Thế còn ở đây là chúng ta đang muốn chiêu mộ những cái hiền tài về. Cho nên là tôi rất thích dùng cái từ chiêu mộ hơn. Và cái từ đấy nó thể hiện được đúng hơn cái bản chất của cái việc mà chúng ta tìm kiếm đối tác. Và ngày hôm nay tại sao tôi lại nói cái đấy? Bởi vì tôi phát hiện ra là trong đội nhóm của tôi thì có rất là nhiều người cũng gặp một cái trục trặc là làm thế nào để có thể chiêu mộ được hiền tài. Và đồng thời tôi phát hiện ra là trong hệ thống S69 của chúng ta cũng có rất là nhiều bạn đang gặp những cái vấn đề tương tự. Khi mà hỏi rằng là cái khó khăn nhất trong công việc của bạn là gì, thì rất nhiều người nói rằng là làm thế nào để có thể mở rộng được, làm thế nào để có được người mới. Thế cho nên là hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về chủ đề này. Và Anna rất là mong các bạn hãy tag tên những người đồng đội của các bạn vào, những người mà các bạn nghĩ rằng là họ sẽ phù hợp, những người mà bạn cho rằng là họ rất là cần phải được thảo luận về những cái chủ đề như thế này. Chúng ta là một đội nhóm và chúng ta sẽ mang những chủ đề này ra chúng ta thảo luận với nhau. Và nó không phải là một cái sự gọi là dạy dỗ hay là gì cả. Đương nhiên đơn giản ở đây là chúng ta đang đi thảo luận với nhau. Và Anna cũng sẽ share cái bài livestream này của Anna lên một vài cái đội nhóm. Và xin cảm ơn các bạn rất là nhiều nếu mà các bạn giúp Anna tag tên những bạn bè đồng nghiệp của các bạn vào đây. Ok, bây giờ chúng ta sẽ vào cái chủ đề chính của chúng ta nhé. Số 1. Bây giờ để mà chúng ta có thể chiêu mộ được tốt ý, thì bạn phải nhớ rằng là người tài họ sẽ gắn bó với công ty, với một cái mô hình như thế nào, với một cơ hội như thế nào. Số 1 ý, đã là tài và chúng mình đang muốn chiêu mộ hiền tài, tức là vừa có tài vừa có đức. Thế thì việc của chúng ta là chúng ta phải có một cái tư duy, chúng ta có đang tự tin về những gì mà mình đang có không? Bạn có thực sự tự tin về những gì bạn đang có không? Bạn có thực sự tự tin là những cái cơ hội mà bạn có trong tay này nó xứng đáng để bất kể một doanh nghiệp nào, bất kể một chủ doanh nghiệp nào, bất kể một người nào đang muốn khởi nghiệp cần phải ngó qua cái sơ đồ trả thưởng của chúng ta, cần phải ngó qua cái chính sách khoa hồng của chúng ta, cần phải nghiên cứu cái sản phẩm của chúng ta. Đặc biệt là những cái công ty mà cũng có chung cái ngành nghề này, có chung cái ngành nghề làm về sinh thái sạch ấy, thì họ càng cần phải biết những cái điều đó. Thế cho nên là số 1 là bạn luôn luôn phải tin rằng là mình đang có trong tay một cái món quà thực sự. Và khi mà bạn có trong tay một cái món quà thực sự ấy, thì bạn sẽ nói chuyện với người ta với một cái tâm thế khác lắm. Mình không năn nỉ, mình không xin lỗi, mình không sợ sệt, mình cũng không cần phải làm cái gì đấy nó quá gọi là mạnh bạo. Tất cả những cái thứ mà gọi là hơi quá lố đấy chúng ta đều không cần dùng đến. Ở trong cái đội nhóm của chúng ta thì chúng ta thừa biết rằng là trong tay chúng ta đang có một cái cơ hội mà nó tốt như thế nào. Và bởi vì cái cơ hội nó tốt như vậy cho nên là chả có lý do gì để chúng ta phải sử dụng những phương pháp khác cả. Việc của chúng ta là nói thẳng. Anna chưa bao giờ cảm thấy là mình có thể thẳng thắn đến như thế. Và mình có thể tự tin đến như thế khi mình nói về cái cơ hội kinh doanh của mình. Và rồi có vài người nói với tôi thế này này. Mà em nói chuyện này em sao em cứ cảm thấy ngại ngại. Thì Anna mới nói rằng là chứ tại sao lại ngại? Tại sao lại ngại nhở? Thế là mình cười mình nói tại sao lại ngại nhở? Và chính cái việc mà khi họ thấy mình hỏi ngược lại là ồ tại sao là ngại nhở, thì bản thân của họ tự động bị ngại bởi vì cái việc họ đang ngại. Cho nên là khi mà mình muốn gây dựng được một cái sự tự tin, một cái sự hãnh diện ấy, thì nó có sẽ theo hệ thống và nó sẽ được mô phỏng từ bạn trở xuống. Nếu bây giờ một tư vấn viên của bạn mà họ đang ngại mà bạn cũng ngại nữa, thế là xong phim luôn, cả đội ngại. Thế cho nên là với vai trò của một leader, là của một người dẫn dắt, hãy nhớ rằng là cho dù bạn chỉ có một mình bạn với một người nữa thôi, đội của bạn có hai người, thì bạn vẫn đang
cần phải thể hiện cái vai trò của người leader của mình. Và khi mà bạn thể hiện được cái vai trò đấy á, thì khi mà họ có biểu hiện đấy một cái là bạn phải dập tắt ngay lập tức. Bởi vì chúng ta có đầy đủ lý do để chúng ta tin rằng là chúng ta đang có trong tay một thứ rất là quý, đúng không ạ? Và cái cơ hội của chúng ta bây giờ thì nó lại chả có một cái gì phải che đậy cả. Bạn cứ, cái này tức là bạn không cần phải, ví dụ nha, bạn để ý nhá, phụ nữ ví dụ như sinh em bé xong rồi đi, ví dụ giống như Anna chẳng hạn, sinh em bé xong rồi, nói thật với các bạn là cũng có những cái chỗ mà trên cơ thể mình phải dùng quần áo để mình che đi mình mới thấy tự tin, đúng không nào? Còn cơ hội của chúng ta đang có ấy, nó giống như là con gái mà mới dậy thì ấy, chả có cái gì mà cần phải che giấu cả, không mặc gì là đẹp nhất. Thế thì cơ hội này cũng thế, bạn cứ nói thẳng vào là tốt nhất bạn chả có việc gì phải che đậy cả, bạn đưa tất cả những thông tin của chúng ta trình bày trước mặt họ đấy, chị anh chị xem đi. Thế thì khi mà bạn phải có một cái niềm tin nó mạnh mẽ như vậy, và khi mà bạn phải cảm thấy hãnh diện khi mà bạn ở trong đội ngũ đấy như vậy, chúng ta không có một, tôi chưa nhìn thấy một cái yếu điểm gì luôn á. Đó, không biết có phải là do tình yêu của mình nó mạnh mẽ quá không, mà bình thường thì Anna là một người rất là lý trí. Tôi cái tình yêu của tôi luôn luôn là những cái tình yêu lý trí, đáp ứng đủ tiêu chuẩn A B C D E F thì ok. Thế thì cái con người của mình vốn dĩ là như vậy rồi. Cho nên khi mình chọn một cái gì nó cũng rất là có lý do, trình bày 1 2 3 4 5 6. Đó, thế thì hãy nhớ nhá, cơ hội của chúng ta ấy, đẹp giống như là một người phụ nữ mà mới dậy thì ấy, rất là đẹp. Chả có tì vết gì cả. Và cũng chẳng có cái gì cần phải che đậy cả, không cần phải dùng quần áo mông má, không cần phải giấu chỗ này một tí rồi gọi là đệm thêm chỗ kia một tí. Bạn cũng chẳng cần phải nói quá, tất cả mọi thứ bạn hãy cứ để đúng, nói đúng với cái bản chất của nó là được. Vậy cho nên rằng là luôn luôn phải bắt đầu từ cái niềm tin của chính bản thân chúng ta, của cái sự hãnh diện của chính bản thân chúng ta, và các bạn phải truyền được cái sự hãnh diện đấy, cái niềm tin đấy ở trong đội nhóm. Hãy luôn luôn ngẩng cao đầu và hãy luôn luôn biết rằng trong tay mình đang có một món quà thực sự. Hãy biết rằng là cái việc mà chúng ta đang muốn khẩn cấp ý, để chúng ta nói chuyện với người đối diện ý, là không phải là vì lợi ích của chúng ta. Khi họ vào họ nhìn sơ đồ trả thưởng của chúng ta, họ sẽ thấy. Với những sơ đồ trả thưởng khác thì Anna không biết, nhưng mà chính sách hoa hồng của cái cơ hội của chúng ta ấy, nó có một đặc điểm thế này này, là khi mà vào đây á, thì tư vấn viên họ sẽ cần những người leader hướng dẫn. Thế cho nên rằng là vì chúng ta không có được hoa hồng từ một người quá nhiều, cho dù cái tổ chức đấy có lớn lên cỡ nào đi chăng nữa thì chúng ta cũng không được từ họ quá nhiều. Thế cho nên là không có lý do gì mà mình khẩn cấp là vì mình cả. Mình khẩn cấp ở đây là gì? Mình khẩn cấp ở đây là vì muốn cái lợi ích dành cho họ. Và khi mà ở trong đầu của bạn ấy, bạn luôn luôn có một cái niềm tin như thế, thì tự động những lời bạn nói ra Nó sẽ rất là, gọi thế nào nhỉ, nó sẽ tràn đầy một cái sự kiêu hãnh. Khi mà bạn nói về những gì bạn đang làm mà bạn tràn đầy kiêu hãnh, thì người ta sẽ quan tâm vào, ồ, tại sao mà đang làm cái gì mà tại sao lại có cái tình yêu, mà có cái không những chỉ tình yêu mà còn niềm, cái sự hãnh diện và cả sự kiêu hãnh nữa. Hãy nhớ cái điều đấy. Số 2, cái đây là một trong những thứ rất là quan trọng mà chúng ta thường hay quên. Khi mà chúng ta muốn bán hàng ấy, thì chỉ cần chúng ta bán sản phẩm tốt là được rồi, là người ta sẽ mua, đúng không? Sản phẩm tốt mà đúng giá là chúng ta, là người ta đã mua, khách hàng đã mua rồi. Họ có thể sẽ so sánh giá xem chỗ nào tốt hơn là người ta sẽ mua. Thế thì đấy là khi người ta đi mua hàng. Còn việc của chúng ta chiêu mộ hiền tài là để chúng ta hợp tác kinh doanh. Và đã là tìm đối tác để phát triển kinh doanh ấy, thì cái mấu chốt mà chúng ta cần phải quan tâm ấy, đó chính là phẩm chất. Và việc của mình là gì? Việc của mình là làm cho người ta yêu quý mình. Tôi phát hiện ra chúng ta thường bị mắc cái lỗi này. Tức là mình muốn người ta yêu quý mình, đúng không? Nhưng mình lại cứ ép người ta phải nghe những cái gì mà mình thích. Tôi có một câu chuyện từ ngày xưa, khi mà tôi đi học thạc sĩ ấy, thì ông thầy triết học phương Đông của tôi cũng kể, ông bảo thế này này, bây giờ tôi hỏi nhá, chó thì thích ăn cái gì? Nói thế này là để cho các bạn cần nhớ câu chuyện, các bạn nhớ thôi, chứ tôi không phải là người thích kể chuyện tục hay là chuyện bệnh. Đây là câu chuyện của thầy tôi, chó rất là thích ăn phân đó. Và đối với chó thì phân là một món khoái khẩu, không phải là chó cảnh bây giờ. Thầy thì già rồi, hồi đấy thầy đã 70 mấy 80 mấy tuổi rồi, cho nên là thầy kể những câu chuyện ở những cái làng quê. Thế thì chó thích ăn phân, và đối với chó phân là một cái món cực phẩm, cao nhất, ngon nhất. Thế rồi chó rất là yêu chủ, chó yêu chủ cực kỳ luôn, và chó muốn dâng cái thứ mà chó thích nhất cho chủ. Và các bạn nghĩ đi,
Nếu mình là một người chủ, mình là con người mà mình đâu có thích món đấy đâu. Nếu mà mình là người hiểu biết ấy, mình là người hiểu biết nhá, thì mình sẽ hiểu rằng à, đấy là bởi vì bạn ấy đang rất là yêu quý mình, thế là bạn ấy đưa cho mình cái thứ đấy, cái thứ mà bạn ấy cho rất là yêu thích. Thế thì nhưng mà người nào mà gọi là phàm phu tục tử mà cũng bị tính tình cũng hơi bị quá quắt ấy, thì họ sẽ có thể là đạp luôn cái chú chó đấy ra. Thế thì khi mà tôi nghe câu chuyện đấy, là từ vào cái thời khắc đấy là nó bị hằn ở trong não của tôi là gì? À, đúng rồi, mình không thể nào làm cái gì với một người mà người ta không có nhu cầu. Mình không thể nào mà rồi mở rộng hơn, mình không thể nào, ngay cả ví dụ với con của mình đi, con của mình nó thích chơi với bạn, mình không thể nào bắt nó phải chơi với mình được, đúng không? Mình không thể nào yêu thương nó theo cái kiểu là bắt nó phải 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 yêu thương theo cái cách mà mình muốn được, mình không thể. Và sau này khi tôi đọc cái quyển sách là năm ngôn ngữ tình yêu, năm ngôn ngữ tình yêu, thì tôi phát hiện ra là mỗi người muốn được yêu thương theo một kiểu khác nhau. Và khi mà tôi phát hiện ra điều đấy á, thì cuộc đời của tôi nó bắt đầu thay đổi. Tôi bắt đầu biết cách để nói chuyện với nhiều người hơn. Có người thì muốn được yêu thương bằng ngôn ngữ là quà tặng, có người là muốn dành thời gian chất lượng, có người là muốn được được phục vụ, có người là muốn được khen ngợi, có người là muốn được đụng chạm. Mỗi người có một ngôn ngữ yêu thương khác nhau. Thế thì khi chúng ta hiểu về như thế rồi, thì khi mà chúng ta đi tìm kiếm đối tác ấy, tìm kiếm, chúng ta đang đi chiêu mộ hiền tài cơ mà, đúng không? Thế thì mình phải biết cái người hiền tài đấy họ đang muốn cái gì, và cơ hội của chúng ta có thể đáp ứng gì cho cái người hiền tài đấy. Thế và bằng bằng cái việc đó thì tự động cái cách trình bày của bạn nó sẽ rất là khác. Đừng bao giờ nói với những người không có nhu cầu. Bây giờ bạn là gái đẹp đi chăng nữa, mà bây giờ bạn cứ tán tỉnh một một anh chàng mà anh ấy là giới tính thứ ba, anh ấy gay, thì anh ấy không thể thích mình được, đúng không nào? Cho nên là đừng bao giờ bạn nói chuyện khi người ta chưa có nhu cầu. Việc của mình là phải giống như iPhone ấy, việc của mình á là phải giống như Apple ấy, mình tạo ra nhu cầu. Không có nghĩa là không có nhu cầu là mình sẽ dừng lại. À không, mình phải tạo ra nhu cầu. Tất cả mọi người trong chúng ta đều có một cái khao khát nào đó. Có người khao khát tiền, có người khao khát phát triển bản thân, có người khao khát sự yêu thương, có người khao khát sự cống hiến, có người khao khát gì nữa nhở? Yêu thương sự sống, tức là nhu cầu an toàn. Thế thì bạn phải phát hiện ra là cái người hiện tại đấy họ đang có cái nhu cầu gì. Và rồi bạn sẽ trình bày cái cách mà cái cơ hội của chúng ta có thể đáp ứng được và thỏa mãn được cái nhu cầu của người hiện tại. Khi mà mình tiếp cận vấn đề để vì lợi ích của họ, vì chính lợi ích của cái người mà chúng ta đang muốn chiêu mộ, thì tự động các bạn sẽ chiêu mộ được. Vậy là trước khi bạn muốn đưa người ta vào gọi là chiêu mộ người ta ấy, thì hãy nhớ rằng này, bạn phải trở thành bạn của người ta trước. Người ta chả bao giờ tâm sự những cái thứ gọi là sâu thẳm trong trái tim với một người lạ cả, một người mà người ta còn thiếu sự tin tưởng cả. Thế cho nên rằng là bạn luôn luôn phải làm bạn với cái người mà mình định chiêu mộ. Nào hãy comment xuống cái điều này cực kỳ quan trọng. Chúng ta thường sốt ruột bởi vì cái kết quả của chúng ta thường sốt ruột bởi vì có thể chúng ta khẩn cấp là bởi vì chúng ta đang mong muốn giới thiệu với họ, tức là cái ý của chúng ta rất là tốt. Thế nhưng mà chúng ta quên mất cái bước đầu tiên. Người ta chả bao giờ chơi và chả bao giờ nói chuyện, chả bao giờ thân thiện với một cái người mà không phải là bạn của người ta. Thế cho nên là việc của mình là bạn của người ta. Có rất nhiều người bảo thắc mắc hỏi là tại sao mà Anna có thể mở rộng được người mới. Thế thì thú nhận với các bạn nhé, có những người mà Anna thường hay tiếp xúc ấy, thì người ta yêu yêu thương Anna sẵn rồi, thì Anna nói là được luôn. Thế còn cũng có những người, các bạn biết làm sao không? Có những người người ta có biết mình là ai đâu, mình cũng nhìn thấy người ta trên internet, hoặc là mình nhìn thấy người ta trong một lớp học nào đó, và rồi mình cũng chỉ kết nối người ta những cái qua loa, những cái rất là bề mặt, chứ có cái gì là chiều sâu cả. Thì việc của mình là gì? Có thể mình sẽ phải dành thời gian vài tháng để mình kết nối với người ta. Mình thực sự là gì, cái intention là cái thứ trong đầu mình, là cái thứ rất là quan trọng này. Bởi vì những đối tác của mình họ đã giỏi rồi thì họ rất là thông minh. Khi mà bạn giả dối một cái là họ nhận ra ngay. Cho nên là hãy chỉnh từ ngay từ cái tư duy của mình, cái thứ trong đầu của mình này đang muốn cái tốt cho họ, và mình đang muốn được làm bạn với họ. Và sản phẩm nó chỉ là cái cớ thôi. Sản phẩm của cha chúng ta chỉ là cái cớ để chúng ta thích ai thì chúng ta kinh doanh cùng với người đấy. Chúng ta ước mong là chúng ta kinh doanh cùng với người đấy, và chúng ta ước mong là chúng ta có thể cùng làm những cái điều tốt đẹp với cái người đấy. Tức là mình làm cùng với bạn của mình. Cho nên bạn phải làm bạn của họ.
Hãy nhớ nhé, người ta có thể mua hàng của bạn vì sản phẩm của bạn tốt, mà người ta sẽ làm cùng bạn, người ta sẽ kinh doanh cùng bạn khi mà họ nhận thấy giữa họ và mình có những cái giá trị chung. Đây là một trong những cái điều rất là quan trọng. Có nhiều người nghĩ rằng là mình đã hiểu hoàn toàn cái điều đấy rồi. Nếu bạn hiểu cái điều này, nhất định bạn sẽ mở rộng tốt. Bạn hãy xem lại cái kết quả của mình ấy ạ. Nếu mà bạn hiểu điều này, nhất định bạn sẽ mở rộng tốt. Và Anna luôn luôn phải đặt cái điều đấy, Anna luôn luôn phải dán cái điều ấy lên trên. Và ngay cả khi mà mình làm như thế rồi, đôi khi mình vẫn quên nhá. Hôm cuối tuần vừa rồi thì tôi có tham gia một cái chương trình của một thầy dạy cho học trò, là dạy cho trẻ nhỏ, và tôi đang muốn tham khảo cái cách để mà dạy con. Thế thì anh mới nói như thế này. Anh là anh Phùng Phong, và anh có nói một câu rằng là có ai biết rằng là các ông thầy thì cần phải có thêm học trò. Thì tôi mới phì cười, tôi hiểu là nếu như mình mà muốn kết nối với ai đó, thì để làm cho, anh ấy nói là để làm cho người khác yêu thương mình á, thì mình hãy giúp người ta vô điều kiện đi. Và tôi vẫn luôn luôn dán cái đấy lên trên cái bàn làm việc của mình. Và tôi vẫn luôn luôn nói rằng là đừng bao giờ làm cái gì với những người không có nhu cầu, hãy luôn luôn trở thành bạn bè của họ. Thế mà đến khi mà mình nghe câu đấy, mình vẫn thấy là đôi khi mình cũng quá tập trung vào công việc của mình. Mình quá tập trung vào công việc của mình, cho nên mình không thể nào cùng một lúc làm tốt tất cả mọi việc được. Và đôi khi mình cũng quên mất cái việc là mình quan sát xem người ta thích gì, người ta muốn gì, để mà mình có thể hỗ trợ người ta theo đúng cái thứ mà người ta muốn. Thế thì khi mà mình đang muốn được yêu thương thì đừng bao giờ mình mong cầu. Mình đang muốn trở thành bạn bè của họ thì đừng bao giờ mong cầu là ngày mai, ngày kia, trong tháng này họ sẽ trở thành tư vấn viên, họ sẽ hoạt động cùng mình, họ sẽ kinh doanh cùng mình. Việc của mình là cứ gieo hạt giống đấy ra, và cứ mỗi lần mà bạn tương tác với họ, cứ mỗi lần mà bạn nói chuyện với họ, cứ mỗi lần mà bạn hỗ trợ họ được một cái điều gì đấy, là một lần bạn tưới nước cho cái hạt giống của mình, để cái hạt giống đấy có thể nở thành một cái cây rất là bự. Thế rồi một ngày hữu duyên chắc chắn họ sẽ quay trở lại với bạn. Cho nên là gì? Bạn luôn luôn phải có những đối tượng ngắn hạn ngay lập tức, và bạn luôn luôn phải sẵn lòng mình gieo. Tức là mình gieo từ cái mùa này để mùa sau mình dùng, chứ không phải là mình gieo rồi mình phải gặt ngay trong cái mùa đấy. Thế thì giống cây ngắn ngày quá, đúng không? Cái cây trồng mà muốn trồng lên, muốn thu hoạch được ít nhất cũng phải 6 tháng. Không thì bây giờ giống có ngắn ngày nhất thì cũng phải 3 tháng. Thế mà việc kết nối với một con người làm sao mà nó lại có thể ngắn ngủi đến mức độ là ngày hôm nay kết nối, ngày mai là được luôn. Trừ khi là họ đang rất là khao khát có một công việc. Họ đang rất là khao khát có một công việc. Họ đang rất khao khát có một cái mô hình. Tức là trừ khi là họ cũng đang đi tìm kiếm một cái gì đó nó tương đồng với cái thứ mà mình đang có trong tay. Cho nên các bạn đừng có nghĩ rằng là đối tác của mình, các hiền tài của mình là họ nhẹ dạ cả tin nhá. Họ đầy sự sắc sảo đấy. Cho nên là bên trong họ có sẵn hết rồi. Họ vẫn đang đi tìm kiếm một cái thứ gì đó mà bản thân họ không thể gọi tên, không thể chỉ mặt được. Cho đến khi mình nói ra và cho đến khi mà người ta nghe thấy mình trình bày, người ta mới phát hiện ra là cái này rất giống là với cái thứ mà tôi đang đi tìm kiếm. Và thế là sao ạ? Và thế là họ sẽ gia nhập ngay, họ sẽ làm ngay. Anna cũng là một người mà tôi ban đầu khi mà biết đến cơ hội này thì tôi lúc đầu tôi cũng không định làm đâu. Thế mà đến khi mà tôi cảm nhận sản phẩm nó tốt thật, mà chỉ có sau khoảng 7 ngày là tôi đã cảm nhận xong xuôi rồi. Thế là sau đấy tôi bắt đầu đi tìm hiểu, và khi tôi tìm hiểu về sơ đồ trả thưởng, tôi mới phát hiện ra là đây là thứ mình luôn luôn muốn xây dựng cho công ty của mình. Đây là thứ mình luôn luôn muốn mang đến cho những người tin tưởng đi theo mình. Đây là thứ mà mình luôn luôn muốn là vũ trụ mang đến cho mình chỉ một cơ hội, chỉ một lần thôi. Và lúc đấy tôi bắt đầu tìm hiểu một cách ngấu nghiến luôn. Một cách ngấu nghiến. Cho nên rằng là để có thể chiêu mộ được thì bạn sau khi cái bước là bạn phải làm bạn của họ. Và làm bạn, để làm bạn được của họ thì phải làm bạn theo cái cách mà họ thích nhá. Đó. Thế thì đến một cái bước tiếp theo là gì? Là bạn luôn luôn phải có sự hiện diện, luôn luôn phải sẵn sàng. Người hướng dẫn của tôi, anh ấy có sự hiện diện là mọi lúc mọi nơi. Cho nên là tôi cũng quen với cái sự hiện diện của anh ấy. Đương nhiên anh ấy không ở cùng thành phố với tôi, mà tôi quen với sự hiện diện của anh ấy đến mức độ mà cái lúc nào mà tôi thấy mà tôi nhắn tin mà không thấy anh ấy trả lời ấy, là tôi bắt đầu đâm lo là không biết anh ấy đang trong một cái việc gì đấy mà rất là khẩn cấp không. Thế thì lúc mà tôi liên lạc thì anh ấy đang ở Thổ Nhĩ Kỳ. Và tôi nghĩ rằng là phải sau 3 ngày cái event này nó kết thúc thì anh mới liên lạc lại với tôi. Nhưng mà không, chỉ sau vài phút là anh đã liên lạc lại với tôi ngay rồi. Và sau khi liên lạc lại với tôi ngay ấy, thì tôi nói là tôi muốn hỏi cái này. Và tôi rất là muốn có một cuộc trao đổi. Thì ngay lập tức tôi bảo là chắc là 2-3 ngày nữa anh mới trao đổi được với em nhỉ. Thì anh ấy nói rằng là 2-3
2 giờ chiều nay anh có thể, à chiều nay anh có thể trao đổi với em rồi. Thế là tôi hẹn anh ấy 2 giờ và hai anh em bắt đầu trao đổi. Sau đó rồi các bạn ạ, tôi là cái người mà tìm hiểu xong rồi mới hỏi mà. Thế cho nên là tôi hỏi một loạt và tôi yêu cầu là có cái gì hay không cho tôi đọc. Thế rồi anh ấy đưa cho tôi một vài cái, nhưng mà tôi vẫn chưa thỏa mãn, tôi lên mạng tôi đọc tiếp, tôi sợ tiếp, tôi tìm tiếp. Thế cho nên là gì? Bạn phải luôn luôn sẵn sàng. Tức là bạn luôn luôn phải sẵn sàng, bạn phải luôn thật sự hiểu rõ công việc của bạn. À, người ta sẽ không hỏi bạn từ đầu đến cuối cái sơ đồ trả thưởng đâu, người ta sẽ hỏi bạn một cái khúc nào đấy ở chính giữa ấy. Thế cho nên khi mà người ta đã có một câu hỏi thì người ta đã có một câu hỏi ngược lại, thì tức đấy là tín hiệu cái lúc người ta bắt đầu quan tâm. Và khi lúc mà người ta bắt đầu quan tâm thì việc của mình là gì? Việc của mình là phải nói chuyện lại với người ta. Cho nên là các bạn hãy comment xuống cái câu này là phải có sự hiện diện. Số 1 là cái tư duy của mình. Mình phải rất là tự tin với những gì mình đang có. Mình phải rất là hãnh diện. Mình phải nhìn vào cái cơ hội mình đang có thực sự kiêu hãnh. Số 2 là bạn phải làm bạn của cái đối tượng mà bạn đang muốn chiêu mộ. Số 3 là bạn phải có một cái sự hiện diện. Và với cái sự hiện diện này, nó phải là sự hiện diện ngay lập tức. Bạn hãy comment cái sự hiện diện ngay lập tức. Chỉ cần người ta có một câu hỏi thôi thì bạn phải trả lời ngay lập tức và xuất hiện ngay lập tức. Nếu mà bạn làm được cái điều đấy á, thì mọi thứ nó mới diễn ra một cách rất là nhuần nhuyễn và tự nhiên. Và rồi số 4 là gì bạn biết không? Số 4 là sự kiên trì, hay còn nói là sự kiên định. Consistently, cái từ đó, cái từ tiếng Anh đó, tức là như thế nào nhỉ? Tức là đôi khi chúng ta rất là nền nã, rất là kiên nhẫn với một số những cái hoạt động trong cuộc sống, mà đối với một số người lạ mà chúng ta đang tiếp xúc thì chúng ta lại không kiên nhẫn. Bây giờ chúng ta không kiên nhẫn thì làm sao chúng ta giới thiệu được bản thân chúng ta, làm sao chúng ta giới thiệu được những gì chúng ta đang có, làm sao chúng ta có thể thực sự giới thiệu cho họ và chiêu mộ được họ, không thể có chuyện đấy được. Thế cho nên là bạn phải hiểu rằng là tất cả mọi người đều rất là bận rộn. Thậm chí người ta chẳng có thời gian để thở, chẳng có thời gian để ăn. Người ta chỉ dành thời gian cho những cái gì xứng đáng, vì mỗi một con người cũng chỉ có khoảng 24 tiếng một ngày mà thôi. Có những người ngủ nhiều thì có khi 24 tiếng đấy mà lại còn có số thời gian hoạt động còn ít hơn. Thế thì mọi người đều đang rất là bận rộn như vậy, và để ai cũng đều phải có những cái mối lo nghĩ riêng. Vậy thì nếu mà bạn chỉ nói một lần rồi bạn bỏ đi, hoặc là người ta dơ một cái thăm ắp thế này rồi bạn không biết chuẩn bị cái câu gì nói chuyện tiếp thì nó rất là khó. Việc của chúng ta là phải kiên định. Nói một lần người ta chưa kết nối được, hãy tìm cách kết nối với người ta bằng cái phương tiện khác. Kết nối vẫn chưa được thì mình hãy tiếp tục comment vào bài post của người ta. Mình hãy tiếp tục share những gì mà người ta chia sẻ nếu nó hữu ích. Mình hãy tiếp tục like những cái gì mà người ta viết nếu như mà nó phù hợp với mình. Đừng like bậy like bạ nhá. Đừng có cái gì thấy một cái là mình like ngay. Mình phải biết nó là cái gì, nó có phù hợp với mình không. Giống như một nụ cười á, nếu mà bạn có một cái nụ cười quốc dân bạn dành cho cả thế giới thì chẳng có ai cảm nhận là người ta là cái người đặc biệt trong mắt bạn cả. Thế nhưng mà khi bạn xuất hiện ở một đâu đó, bạn nhìn thấy người ta rồi bạn mới cười, nó khác hoàn toàn với việc là bạn đứng ở ngoài cửa, bạn toe toét, bạn bước vào là bạn cười với cả thế giới, cười với tất cả mọi người trong căn phòng đấy. Nhưng nếu bạn bước vào bạn nhìn thấy một người và bạn nhìn thấy người ta rồi bạn mới cười với người ta, thì nụ cười đấy là bạn chuẩn bị riêng, bạn soạn sẵn cái nụ cười đấy là dành riêng cho một người nào đó, tự động cái mối quan hệ nó sẽ là đặc biệt thôi. Thế thì cái việc mà kiên định này, kiên trì này nó rất là quan trọng. Đừng có bỏ đi khi mà mọi thứ còn chưa bắt đầu, và hãy hoàn thành những gì mà bạn đã khởi động ra. Nếu bạn là người bắt chuyện thì bạn hãy tiếp tục bắt chuyện. Chẳng có lý do gì cả mà mình lại phải có cái gì e dè nhỉ, đúng không? Mình đang mang trong người một cái cơ hội, và mình đang muốn cái cơ hội đấy đến với họ, và mình đang muốn những điều tốt nhất đến với họ, và mình đang rất là muốn chiêu mộ họ, những cái người tài giỏi hơn mình, quyết liệt hơn mình, xuất sắc hơn mình, có nhiều kỹ năng tốt hơn mình về làm, về đồng hành cùng mình. Thế thì mình có thể có được ngay lập tức nếu như mà họ đang có sẵn, họ đang tìm sẵn cái đó. Còn có những đôi khi người ta còn chả biết cái của mình là cái gì, thậm chí họ còn chả biết họ đang muốn cái gì, thì bạn phải cho họ thời gian. Và tất cả những người đấy đều cần chuyển đổi, cho nên bạn phải có một cái sự kiên định. Và cuối cùng đó là như thế này, khi mà chúng ta làm việc á, thông thường ấy là chúng ta hay nhìn ngang nhìn dọc, ngó ngang ngó dọc, nhìn chỗ này nhìn chỗ kia. Thậm chí chúng ta bị những cái quá khứ, những cái diễn biến ở trong quá khứ nó níu lại nữa. Ví dụ như trước đây chúng ta đang chiêu mộ rất là giỏi, tự nhiên bây giờ mình tự nhiên không hiểu làm sao á, mình không thể nào mình nói chuyện được với ai mà người ta, mình thuyết phục được ai nữa. Mình bắt đầu cảm thấy rằng là tự ti, ồ
Nếu mình như thế này thì đội nhóm của mình sẽ nhìn sao về mình? Đó, có thể mình bị quá khứ níu giữ. Rồi nữa là sao? Nữa là có thể là gì? Có thể là mình chưa bao giờ nói chuyện tốt với ai cả và mình bị mất tự tin. Rồi cuối cùng là gì? Mình đang làm, mình đang chạy, thấy tức là thấy bà cố nội luôn chẳng hạn. Thế nhưng mà khi mà mình đang chạy như thế thì bắt đầu mình thấy có mình chuẩn bị, mình đang còn cách đích quãng chừng một nửa chặng đường nữa. Tự nhiên mình thấy một thằng đấy đã về đích rồi và mình bị tụt mút. Ôi trời ơi, có tỉ tỉ cái thứ tụt mút ở trên dọc đường các bạn ạ. Có tưởng là có một thằng về đích rồi thì người ta sẽ vội vội vàng vàng để đi về đích, mà không, có những người lại còn ngược ngạo thế cơ. Nếu mà thấy ai đã về đích rồi và lúc đấy người ta mới ở nửa chặng đường, người ta bảo thôi chán quá chả làm nữa, để làm lại từ đầu, lần sau bỏ đi, lần sau làm tiếp. Cho nên là bạn có thể chọn làm nhanh hay chọn làm chậm là quyền của bạn. Làm thế nào cũng được, bởi vì cái ngành nghề này của chúng ta này, cái công ty này của chúng ta này, bạn cứ chăm chỉ là bạn sẽ về đích. Nhanh hay chậm chả quan trọng, nếu mà bạn muốn làm chậm. Thế quan trọng là khi bạn làm, bạn hãy cam kết là bạn không có nhìn ngang, không có nhìn dọc, không có nhìn vào công ty, không có nhìn vào sản phẩm, không có nhìn vào người upline, không có nhìn vào người downline, không có nhìn vào người sideline, không nhìn vào cái gì hết. Một khi mà bạn đã chọn lựa nó thì hãy có một niềm tin tuyệt đối vào nó, hãy có một cái sự hãnh diện mỗi lần mà nghĩ đến nó, và hãy giống như một chú ngựa đua ấy, che hai cái mang tai này lại và cứ thế bạn tiến thẳng về phía trước. Cho dù bất kể cái gì xảy ra thì việc của bạn là tiến thẳng về phía trước. Bạn có nghe cái câu chuyện mà bọn chuột mù leo núi không? Tức là có những con chuột mà ta gọi là thính tai với những con chuột mù, nó cùng leo núi. Thế thì đang trên đường leo thì bỗng nhiên là không biết có cái gì đấy xảy ra mà bọn chuột lành ý là nó bỏ hết, nó quay đầu hết. Riêng có con chuột mù là nó vẫn leo, và đến khi nó về đến đỉnh núi thì mọi người cũng hết sức ngạc nhiên sao nó lại về đến đỉnh núi. Tại vì tai nó bị điếc cho nên nó chẳng nghe được những cái lời đe dọa, những cái lời gọi là phía trước có nguy hiểm hay có gì cả, nó cứ đi. Thế là nó sẽ về, nó về. Tại vì là sự thực thì chúng ta làm nghề này làm gì có nguy hiểm gì đâu, đúng không nào? Chúng ta đâu có phải là đang đánh trận, chúng ta đâu phải có đất nước, chúng ta đâu có sống ở trong thời chiến đâu. Thế cho nên là việc của chúng ta là gì? Việc của chúng ta là cứ giống như một chú ngựa đua ấy, che hai cái này lại này. Không ai có thể biết được bạn đang muốn cái gì bằng chính bản thân bạn, đúng không nào? Không ai có thể hiểu được bạn đang làm cái gì, không ai có thể hiểu được tại sao bạn lại lựa chọn, cho đến khi mà bạn chia sẻ với họ. Cho nên họ mà có không hiểu những gì mình đang làm là một chuyện hết sức bình thường, hết sức bình thường. Cho nên là hãy cứ lờ tất cả những cái thứ gì không cần thiết đi. Trên cái hành trình này chúng ta phải biết tập trung vào mục tiêu của mình, và chúng ta phải biết loại bỏ đi những thứ mà làm chúng ta sao nhãng. Thay vì mình còn chờ đợi người khác nhắn nhủ mình, chờ đợi người khác thúc giục mình, chờ đợi người khác nịnh nọt mình, chờ đợi người khác động viên mình, thì bạn phải hiểu rằng là ở đây này, doanh nghiệp là doanh nghiệp của riêng mình. Người ta là người hướng dẫn mình, người ta hướng dẫn được cái gì thì hướng dẫn. Còn một khi bạn đã chọn, bạn đã khoái rồi thì người ta còn chưa kịp hướng dẫn, bạn đã tìm ra cách làm rồi. Và hãy như một chú ngựa đua, hãy tự trang bị cho mình hai cái mang để che hai bên như thế này này, để mắt của bạn chỉ có thể hướng thẳng về phía trước. Và Anna tin tưởng rằng là bạn sẽ xuyên đích mọi mục tiêu. Hôm nay là ngày 11, và thông thường ấy thì cái 1/3 số 2 của tháng, bất kể một tháng nào, là cái cơ hội cuối cùng để các bạn có thể mở rộng ở trong tháng. Và các bạn hãy làm sao đó để mà thật là nhanh chóng hiểu thật rõ những cái thông tin cơ bản để bắt đầu mời, bắt đầu giới thiệu, bắt đầu chiêu mộ hiền tài. Hãy nhớ rằng là họ làm đến 80% là vì bạn, chứ không phải vì cái công ty hay cái sản phẩm dịch vụ này. Họ làm đến 80% bởi vì họ thấy sự tự tin của bạn, họ thấy sự đam mê của bạn, họ thấy khát khao của bạn, họ thấy cái tình yêu thương của bạn, họ thấy sự chắc chắn của bạn. Đó, tất cả những thứ đó. Và vì những thứ đấy mà họ làm. Và rồi, việc của chúng ta là gì? Việc của chúng ta chỉ là xác định một mục tiêu, biết là bạn sẽ đi đến Huế hay bạn sẽ đi đến Hà Nội, thì bạn sẽ đi được đến chỗ đấy thôi. Và công việc này chỉ cần bạn chăm chỉ là nhất định bạn sẽ về đích. Nếu mà bạn có 12 đến 14 tiếng một ngày với công ty của chúng ta, bạn hoàn toàn có thể về đích được trong vòng 2 năm. Con số đấy rất là truyền cảm hứng, bởi vì là không phải ở đâu người ta cũng có con số đấy. Thế còn nếu mà một người bạn có thời gian khoảng 6 đến 8 tiếng thì bạn có thể cần đến 3 đến 4 năm. Có một số bạn sẽ cần đến 5 năm để có thể về được đến đích. Thế cái đích của chúng ta là cái gì thì chúng tất cả những người mà đều đang làm, đang kinh doanh, đều là đồng đội của Anna thì chúng ta đều biết rồi. Có những người bạn mà còn đang quan sát và đang còn
đang còn chưa hiểu rõ cái này là cái gì thì Anna rất là mong nhận được cái sự inbox của các bạn để mà chúng ta có thể trao đổi. Anna tin tưởng rằng là tất cả mọi doanh nhân đều cần phải một lần nhìn vào sơ đồ trả thưởng của công ty chúng tôi. Tất cả mọi doanh nhân đều phải cần một lần phải trải nghiệm trong cái sự yêu thương và trong cái sự bầu nhiệt huyết mà đội nhóm chúng tôi đang tạo ra. Và vì thế cho nên là welcome tất cả các bạn trở thành những cái hiền tài của đội nhóm này. Chúng tôi đang đi xây dựng một cái đội nhóm huyền thoại mà ở đấy tất cả chúng ta đều sẽ tạo ra được những cái kết quả trong một khoảng thời gian cực ngắn và xóa bỏ đi, tái xác lập toàn bộ những cái thứ hạng mới trong những cái khoảng thời gian mà chưa bao giờ có ai làm được. Và với một cái concept, một cái thông điệp như thế, một cái phương châm như thế thì chúng tôi đang hoạt động như những chiến binh thực sự. Và chỉ cần bạn vào một lần thôi bạn sẽ hiểu cái điều này. Vậy thì Anna xin chúc tất cả các bạn sẽ có một cái sự mở rộng thật là ngoạn mục. Và chúng ta đang có 10 ngày để mà chúng ta có thể tìm được, chiêu mộ được hiền tài trước khi chúng ta bước vào cái 1/3 cuối cùng của tháng, là 1/3 chúng ta dùng để chúng ta chốt những cái doanh số của chúng ta. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã theo dõi cái phần livestream của Anna và luôn tin tưởng động viên Anna. Các bạn hãy đăng ký follow ở trên kênh YouTube này, và đồng thời thì hãy bấm follow ở trên, hay bấm bật thông báo ở trên Facebook để tất cả chúng ta có thể biết được mỗi khi mà Anna có cái phần livestream nhé. Để nếu như mà có sự trợ giúp của người thân là có share cái phần livestream này vào một số đội nhóm hay là không thì chúng ta vẫn gặp được nhau. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều và xin chúc cho chúng ta sẽ có một tuần mới tràn đầy năng lượng, và chúng ta sẽ có một cái tuần mà đầy những cái mã số mới, đầy những cái doanh số mới, đầy những cái đơn hàng mới, và chúng ta sẽ có cơ hội để được giới thiệu được những cái phương tiện mà chúng ta đang có, cái phương tiện mà tôi cảm nhận được là nó vô cùng hiếm có trên cái thị trường hiện nay, đến với thật là nhiều người trong cộng đồng Việt Nam của chúng ta. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những phần livestream sau.